để trả lời câu hỏi thứ hai trong câu hỏi đạo: do duyên gì con người thọ khổ? Này các Phật tử, các con phải biết, do hành động ác của thân, miệng và ý nên các con phải thọ khổ. Vì thế các con phải cẩn thận, tức là phải có ý, có tứ từng hành động. Thân khi đi đứng nằm ngồi hoặc làm tất cả những việc khác cũng như phải suy tư chín chắn rồi mới phát ra lời nói. Lời nói phải dựa vào bốn điều thiện căn bản của thập thiện. Không nên phát ngôn bừa bãi mà tạo ra nhiều thứ khổ còn quy đến tính mạng. Thở xưa, trong một cái hồ kia có một con rùa và hai con cò trắng thường hay tới lui làm bạn với nhau. Năm ấy trời làm đại hạn, suốt một năm trời rầm rã nhưng không có một cơn mưa nào cả. Nước ở trong hồ cứ cạn dần vì sự thiêu đốt gay gắt của mặt trời. Cỏ lát trong hồ cũng vàng úa tàn tạ, có thể nước nóng như một chảo nước sôi. Vì thế loài thủy tộc chết lần chết hồi. Ở trong tình trạng đó, chàng rùa ta ngồi đứng không yên, và trong đầu óc luôn luôn suy nghĩ một phương kế thoát thân khỏi cái địa ngục nóng này. Thì may mắn thay, trong lúc ấy có hai vợ chồng cò đến chơi, thấy lộ dáng kiểu nào của chàng rùa, hai vợ chồng cò ân cần hỏi thăm: chắc có chuyện gì buồn chăng mà trong bác có dáng lo nghĩ thế? Rùa rầu rầu đáp: hai bác ơi, tôi đang gặp phải đại nạn, phen này chắc chết mà không còn gặp hai bác nữa. Chàng cò chẳng lời: chúng ta là bạn thân thiết với nhau, sung sướng cùng chia thì hoạn nạn cùng chịu, vậy bác hãy cho chúng tôi biết nguyên nhân nào làm bạn phiền muộn, quả mai chúng tôi có thể tìm phương giải quyết và giúp đỡ bác chăng? Chứ chưa chi mà bác đã than van thất vọng như vậy. Rùa trả lời với một giọng lâm ly thống thiết: không biết hai bác làm ăn thế nào, chứ tôi hai hôm nay chưa có lót dạ nửa con tép, chứ đừng nói tôm cá, vì chúng đã chết sạch hết. Hồ nước thì cạn dần thế này, trước sau thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của lũ mục đồng. Cách đây 5 năm tôi đã bị chúng bắt một lần, mai nhờ một bà già mua đem về chùa phóng sanh nên mới sống sót đến ngày hôm nay. Vì thế mỗi lần nghĩ đến tai nạn chết chóc tôi bắt rùng mình. Trong lúc chàng cò đang ra dáng suy nghĩ thì chị cò thương hại hoại: sao bác không đi ở nơi khác một phen xem sao, xem thế nào?
Bác thử nghĩ xưa nay tôi có từng đi đâu, đường xa thì xa xôi, nguy hiểm, mà sự đi lại của tôi quá chậm chạp, nên tôi nghĩ thà chết nơi chôn nhau cắt rúng còn hơn. Bỗng chàng cò ngóng cổ nói lớn, lên với một niềm hy vọng. Thôi bác khỏi lo, cách đây 10 dặm có một cái hồ sen không khi nào cạn, mặc dù là lúc trời hạn hán. Chúng tôi sẽ đem bác đến đấy, trước là giải quyết sinh kế, mà sau nữa được gần gũi nhau trong lúc tối lửa tắt đèn. Nhưng chàng rùa vẫn lo ngại, nói vẻ thất vọng. Trời ơi, 10 dặm, 1 dặm mà tôi đã đi, đến chưa? Muốn là 10 dặm. Thôi, tôi đành chịu chết vậy. Điều ấy bác cũng không nên lo, chàng cò tin tưởng nói. Chúng tôi đã có một phương pháp, nhưng có điều hơi khó là bác cần phải bình tĩnh và can đảm. Bác thử nói xem. Chàng rùa vội vàng hỏi. Khó thế nào tôi cũng cố gắng, chàng cò giải thích với một điệu bộ quan trọng. Phương pháp như thế này: hai vợ chồng tôi tha một cái cây, mỗi người một đầu, còn bác thì ngậm ngay chặn rửa. Chúng tôi sẽ tha bác đến cái hồ kia, nhưng có một điều tối quan trọng và nguy hiểm. Bác nên nhớ, trong lúc chúng tôi bay, bác phải ngậm chặt vào cây và không được nói năng hỏi han gì cả. Mặc dù gặp phải trường hợp thế nào đi nữa, chỉ trong vòng nửa giờ là chúng ta đến nơi, bác nhớ nhé. Tôi dặn lại, dù gặp trường hợp nào, bác cũng phải ngậm miệng, không được nói năng. Chàng rùa ra dáng điệu diễu viết. Thôi tôi nhớ mà, hai bác xem tôi chẳng bằng con nít, dặn đi dặn lại mãi. Sau khi sửa soạn xong, chàng cò lại tha thiết căn dặn lần cuối cùng. Đó, bây giờ bác muốn ho he hay nói gì thì nói đi, chứ chốc nữa mở miệng thì nguy hiểm lắm đấy. Xong đâu đấy cả ba làm theo ý định, bốn cánh vỗ mạnh, hai cặp chân cò duỗi thẳng, chàng rùa lặn mặt đất rồi từ từ lên cao, chẳng khác nào chiếc máy bay hai động cơ. Bay được một lúc, mặc dù lần đầu tiên thấy những cảnh kỳ lạ hiện ra trước mắt, đây cánh đồng xanh dị gợn sóng như tấm nhung xanh, kìa con sông trắng phao phao nằm quằn quẹo như con bạch xà lưỡng khúc, và cây cối, nhà cửa vân vân, bao nhiêu là cảnh đẹp mắt. Dù đã bao lần chàng rùa định mở miệng để hỏi cho thỏa thích tính tò mò, nhưng mai thai mỗi lần định hỏi, chàng lại sực nhớ đến lời dặn quan trọng của anh cha cò rắn.
Nếu sự đời yên ổn, nói lần phi rủi thai trên đường hành trình của chàng rùa, không qua khỏi cặp mắt tinh quái của lũ trẻ. Một đứa lớn, một đứa la lớn: anh em ơi, ra coi đây nè, hai con cò tha một con rùa, ha ha, vui quá. Bọn trẻ đồng la ầm lên. Một thằng lớn nhất trong bọn hét lớn: a ha, thật giống hai thằng mộng vắt một thằng mù, a ha. Thầy bói, thầy bói, không dằn được tức giận, chàng rùa định bụng trả lời: mặc kệ chúng tao, mắc mớ gì chúng mày, đồ nhảy con. Nhưng tội nghiệp thai, vừa mở miệng rùa đã rơi xuống và tan thân vì đụng nhầm một tảng đá. Nhân ác có rất nhiều, nhưng không ngoài 10 điều ác cơ bản dưới đây: 1. Sát sanh, 2. Trộm cướp, 3. Tà dâm, 4. Vọng ngữ, 5. Nói hai chiều, 6. Nói thiêu dệt, 7. Nói lời hung ác, 8. Tham lam, 9. Sân hận, 10. Si mê. 10 điều ác này là cái nhân khổ cho chúng sanh triền miên bất tận và trôi lăn mãi trong đường sanh tử luân hồi.